Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh Vlogger Thành Đình ạ. đi địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hành, huyện Đức Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164668 nha. Vâng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 1 tiếp tục lên một siêu phẩm, một series siêu phẩm để phục vụ các bác. Vâng, tất cả tình trạng máy, công suất máy và nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên video rồi. Bác nào chốt con nào chọn con nào Tờ đi tờ lại kỹ càng con đó coi Chắc chắn chốt Thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 Hoặc 0973 tám như các bác Đó tại sao em nói là một nô máy hôm nay em nên toàn siêu phẩm ạ à, Toàn những con đẹp hết nha Phân khúc hôm nay thì đa phần là 26cc thôi ạ à, Có duy nhất một con 23cc thôi Toàn 26cc đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau Như Maruyama Ma Mitsubishi, Honda, đó à, đến cả có cả Robin nữa nhưng mà Robin là 28 cc đó các bác thấy ạ, không có một con nào xấu hết cho những con này nha và hôm nay nô máy em bán xả cho các bác, đó một con 26 cc lòng 34 ly đến từ thương hiệu Maruyama mà đẹp xuất sắc chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng các bác ạ. Vâng và trước khi review từng con một thì em sẽ hướng dẫn hướng dẫn cách sử dụng ạ sáng ra hoặc đông ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng ạ à. tuy theo từng cái dòng nè, những cái dòng ne bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên nổ rồi thả xuống những dòng nè bên tay trái ạ à, ví dụ một số con bên tay trái thì nằm ngược lại nha bắt đầu khởi động thả xuống nổ rồi nhấc lên vâng đó là lúc sáng ra hết xong hoặc đâu ngày không sử dụng thì mình làm thao ra như vậy còn khi mà nó nổ như bây giờ thì không cần phải bơm xăng nữa không cần phải đóng ne nữa giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ à. chữ U ngày mùng 9 tháng 1 khi các bác chốt đơn các bác nhớ cái mã của nó. bỏ thích U1 thì chẳng hạn, đẹp xuất sắc nguyên nguyên bản giá chỉ 1 triệu 500 000 đồng cho một tin nhắn chốt U1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận thế là xong. Có hình thức rất, rất đơn giản và trong những cái nô mà em nói là em bán xả rồi ạ thì em sẽ không bớt được cho khách hàng nha. Mong các mong các khách hàng thông cảm chốt nẻ một con giá chuẩn rồi nha. Và những cái bác mua xỉ thì chắc chắn rồi, mua xỉ 5, 10, 15, 20 cây thì giá nó sẽ khác nha hoặc là ít, mua ít nhất tầm 2, 3 cây giá nó mới, mới khác được chứ còn các bác chốt nè à, hoàn toàn trong tất cả những con ở trong này em nó nói là bán xả rồi thì không có thể bớt được mong các bác thông cảm vâng U1 ngày hôm nay giới thiệu hài cho các bác hai siêu phẩm đến đều đến từ thương hiệu Mạc Trang mà đẹp xuất sắc như các bạn thấy ạ quá xuất sắc nhưng mà giá hôm nay em bán xả chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng đó bằng một con Maruyama mà 23cc lòng 32 ly cách đây 2 tháng trước ạ. À. Một con Maruyama cách đây 2 tháng trước 23cc lòng 32 ly nhỏ hơn con này. Đó mà nó đẹp đẹp như thế vậy ạ. À. Nó cũng phải tầm giá này rồi nha. Vâng Maruyama BC26C, 26cc lòng 34 ly với phiên bản chế ga ngang chế Wormro chế một kim, một trong chế siêu tiết kiệm xăng rồi. Vâng và với những thương hiệu nhiều Maruyama chắc chắn rồi, lốc máy Made in Japan dập nối, sử dụng bố tum liên tay gà giữa đầu bò đi đầu bò ngược chống quấn gỏ cho các bác vâng u 1 chỉ 1 triệu làm trăm ngàn đồng giá đã bao gồm phí ship và là món phụ kiện kèm theo cho các bác phụ kiện kèm theo thì gồm có dao dài và phát cước dây đeo tip mở buji và mở đầu dao lùng chắc năm món phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác u 2 cũng vậy nha, hai con đẹp như nhau xuất sắc như nhau giá tiền cũng như nhau chỉ 1 triệu 500 trăm ngàn đồng cho thương hiệu Maru Yang Ba Phân khúc 26 cc lòng 34 ly, lốc máy made in Japan dập nối. Sử dụng bộ tay ga rỡ đồ bò chắn cỏ rin nguyên bản, đồ bò ngược chống cuốn cỏ. Vâng, U2 cũng chỉ có giá 1 triệu 500 ngàn đồng nha các bác. 1 U2 đều đến từ thương hiệu Maruyama phân khúc 26 cc lòng 34 ly, đều có giá là 1 triệu 500 ngàn đồng. Và cái đồ máy này hôm nay rất đặc biệt nha, đa phần nó nằm ở cái phân khúc cỡ 26, 27 cc lòng 33, 34 ly. Và toàn những con xuất sắc nhất, những con hàng hệ đẹp nhất để phụ các bác. Vâng, với những con máy đẹp như thế vậy, giá tiền như thế vậy, chất lượng như thế vậy, các bác mua hay không mua rồi ạ, à. các bác không phải lăn tăn về vấn đề về giá cả nha. Hầu như cuối năm này em đều bán xả cho các bác rồi và với kênh nông cơ thành định luôn luôn à, có một cái câu ạ ờ, với bác nào lăn tăn về giá cả hay chất lượng ạ các bác có thể đi tham khảo các kênh khác về giá cả hay là về hình thức máy hay là về chất lượng máy nha với những kênh bán đắt họ không dám nói vậy đâu nhưng bên em vẫn muốn các bác ở ít nhất các bác bỏ ra cái túi tiền một triệu mấy đến 2 triệu có con cả trên 3 triệu ạ đồng ý là nói là bỏ nó không to lắm thì cũng không phải nói chung là nó cũng nếu mà để bà con nông dân đúng chất nói thật với các bác là cũng cả một vấn đề đấy ạ còn những cái bác gọi là làm vườn gọi là cây ăn trái nhiều của bác nắm tiền thì em không nói nhưng mà về với, với, với đúng cái mục đích bà con nông dân về phát cỏ ruộng bờ ao các xứ dưới ạ nói chung là không ảnh hưởng đến kinh tế nhiều lắm đâu nhưng mà tết tư gần tới nơi rồi nó cũng có một cả một vấn đề đấy ạ đó nên là các bác cứ tham khảo kỹ đi chỗ nào uy tín chỗ nào chất lượng chỗ nào giá cả phải chăng các bác có thể quay lại lông cơ thể định sau cuộn vẫn chưa muộn nha đó, và giá như em nói đấy ạ, à, em có thể à, nếu mà để mà cái giá bán lẻ à, với những con đẹp xuất sắc như thế vầy những con như thế vậy và giá tiền như thế vầy em khẳng định với các bác cũng hơi khó tìm đấy ạ. À. Ví dụ như con số U3 là chẳng hạn, một con đến từ thương hiệu maruyama đẹp xuất sắc riêng nguyên bản, hôm nay chỉ 1 triệu 750 ngàn đồng cho thương hiệu maruyama ma đời KC, KC26A. 26 cc lòng 34 ly như em vừa nói, rin nguyên bản trăm cho các bác. Sử dụng chế ga ngang Wamoro, chế một kim, đó, lốc máy dập nổi, Made in Japan dập nổi. Bố tum rơi, tung nhôm, một côn 260. Vâng với những phiên bản như con số U1, U2, U3 này thì nó là cùng công suất nhau thôi. Nhưng mà với con U3 này thì nó sử dụng bố tung rơi. Tum rời thì bao giờ nó cũng đắt hơn một chút. Đắt hơn không phải vì chất lượng máy mà đắt hơn vì cái tum rời thôi nha Để sử dụng cho mục đích phát cỏ không thôi Thì không quan trọng là tum rời hay tum liền Đó, nó vừa với công suất máy cái phục vụ cái đúng cái công việc nhà mình Thứ hai, vừa đúng cái túi tiền của mình nữa Để mình lựa chọn nha Vâng, U3 chỉ 1 triệu 750 ngàn đồng Với phiên bản tay gà giữa Đầu bò rền cho các bác Vâng, U3 1 triệu 750 ngàn đồng Cho thương hiệu Marujan 3 Phần khúc 26 xe xe lỏng 34 ly Đẹp hết đứt chấm, không có một điểm gì chê hết ạ à. chỉ 1 triệu 750 ngàn đồng ạ. Vâng sang tới con U4 giới thiệu cho ba một con đến từ thương hiệu Mitsubishi. Một con Mitsubishi đời cao nhất nha. Mitsubishi TBE là một trong những phiên bản đời cao nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi. Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly. Với với phiên bản đời cao thì luôn luôn đi kèm với em nó là có trợ lực nha. Trợ lực thì cũng có rất nhiều kiểu trợ lực. Trợ lực nó so, trợ lực cót nhỏ, có to, cót kéo, có đẩy. Nói chung này của chung là sáu bài kiểu trợ lực đấy ạ à. con này trợ lực bằng lò so sử dụng chế ga ngang qua chế một kim với những cái mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu Mitsubishi thì cũng có dập nổi made in Japan dập nổi và với phiên bản này nó là đời cao đây nó sử dụng chế hai họng xăng nha ở cái phần trên này thì nó khác với những đời TL một chút nhưng phần dưới là y chang giống y chang nhau nha sử dụng bố tum liên với những con đời cao thì luôn luôn nó có những ngày tháng sản xuất còn những cái con mà đời chung là từ đời chung là không có ngày sáng, tháng sản xuất đâu đó ví dụ như chỗ này chẳng hạn sản xuất 2019. đó các bác chỉ để cái chế độ chụp hình ở cái những điện thoại thông minh nha điện thoại đời cao và các bác để chế hữu chụp hình này nó sẽ hiện ra thông số à, hãng thương hiệu sản xuất ngày tháng sản xuất để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật và với những con đời cao thì nó đang sử dụng bộ tay ga bóp hệ xin sò cho các bác Đầu bò chắn cỏ riêng nguyên bản cũng đầu bò ngược chống con cỏ. và cái nồi máy ngày hôm nay thì 10 con chắc hình như là 11 con thì đến 9 con đầu bò ngược chống quấn cỏ rồi. Và với phiên bản này thì nó do là tập đoàn Ruby phân phối tại vì tem ở cái trục giật này thì nó có chữ Ruby. Ruby chỉ là nhà phân phối máy thôi nha. Các bác nhớ Ruby khác, Robin khác nha. Ruby là một tập đoàn chuyên phân phối máy, không riêng về máy phát cỏ đâu ạ. À. Tất cả các mặt hàng như bình điện, nồi cơm điện nói chung là quan điện nói tóm lại từ A đến Z nó là một tập đoàn chuyên bán tất cả các dòng máy phục vụ từ nông nghiệp cho đến công nghiệp nói chung là từ A tới Á nó không phải là nhà sản xuất máy mà nó là nhà một công ty bán hàng thôi ạ. À. Vâng U4 giá chỉ 1.800.000 triệu 800 đồng ạ. 1 triệu 800 ngàn đồng Các bác lưu ý nha Ruby khác, Robin khác đó Ví dụ hôm nay còn số U9 này Con đó đến từ thương hiệu Robin Robin là nhà sản xuất máy luôn Đó là cái thương hiệu cũng tương đối nổi tiếng Còn Ruby là nhà phân phối máy Nó phân phối cho rất nhiều các thương hiệu như Mitsubishi Echo, Zenwatt, Komatsu Nói chung là nó, nó gần như máy Nhật Nó phải chiếm đến nửa thị trường máy Nhật Do tập đoàn Ruby để phân phối đấy ạ Vâng U4 đẹp xuất sắc lên nguyên bản Chỉ 1 triệu 800 ngàn đồng Vâng, với những thương hiệu như con số U5 và U6 này thì nó đến từ thương hiệu ECHO ECHO là cũng một trong những thương hiệu nổi tiếng, cũng không phải nổi tiếng riêng về Nhật Bản đâu ạ à, Nó cũng nổi tiếng trên toàn thế giới Và với những thương hiệu ECHO là cái túi tiền nó sẽ rẻ hơn Mitsubishi nha Nó rẻ hơn mấy trăm nghìn đồng so với một con Mitsubishi Nhưng ngược lại, chất lượng máy không thua kém gì đâu ạ à. Nhất là hai con hàng hệ như con số U5, U6 này Vâng, với con U5 là một phiên bản đến từ thương hiệu ECHO CURIT Với phiên bản SRE2650G 26 cc lòng 34 ly và đây cũng là một trong những phiên bản cao cấp nhất đắt tiền nhất ở cái phân khúc 26 cc lòng 34 ly này đến từ thương hiệu đi ạ với phiên bản trung giật trợ lực chế ga ngang Wamoro chế hai kim trình đã là chế Wamoro hai kim trình rồi đó là một trong chế siêu tiết kiệm xăng rồi tôm liên chân chống bảo vệ bình xăng bình xăng không chạm đất tay gà giữ công tác luôn trên tay Double cho các bác có chắn cò là mới thôi Tất cả rin nguyên bản U5 hôm nay cũng bán xả cho các bác nha Chỉ 1 triệu 900 000 đồng Vâng cách đây tầm 2 tháng trước Con này nó rơi vào tầm 2 triệu 100 ngàn đồng đấy ạ à. Đến 2 triệu 200 ngàn đồng Và hôm nay đẹp xuất sắc vẫn bán xả U5 chỉ 1 triệu 900 000 đồng cho thương hiệu Echuk Tourist Phân khúc 26cc lòng 34 lì ạ à. Vâng, U5 giá 1 triệu 900 một đồng Vâng, với những phiên bản Echo Curit này Ở khu vực phía miền trung ấy à, thì lại rất được ưa chuộng Nó cũng có rất nhiều phiên bản như Mitsubishi hay là tất cả các phiên bản khác nha Đó, con U6 đẹp xuất sắc, đẹp trên 95% Cũng có chỉ có giá 1 triệu 900 một đồng Tay ga bóp hệ rồi Nhưng cái phiên bản này thì nếu mà để bà so sánh hai con với nhau ấy ạ à, So sánh hai con với nhau thì bộ lòng bán bê tông thì nó sử dụng chung rồi nhưng mà để về độ bền nhá à, thì con sẽ U5 sẽ bền hơn một chút đấy em gọi là đời cao cấp nhất nhưng mà con này đời cao nhá về vấn đề tính ổn định tiết kiệm xăng nó thuộc hệ hàng đầu và với phiên bản như con u 6 này thì nó chuyên cho bác nào phát cước nhá đó phát cước công suất cỡ trung bình 26 cc lòng mươi ly vâng giờ giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echokurit đời cao với với phiên bản SRE 272 27 cc lòng 34 ly với phiên bản trung giật trợ lực chế bơm xăng tự động chế ca ngang chế dòng Ecuris sản xuất đó như các bác đã thấy ạ à, các bác tưởng cái bình xăng này bình xăng mới đúng không ạ dạ không hề nhả nó là có bình xăng rin đấy con này nó phải mới trên 95 phần trăm các bác ạ đó các bác thể thấy ạ cục thùng cao su bảo vệ bình xăng này đó, không có một điểm gì chê hết cho một con máy đời cao đến từ thương hiệu Ecuris với phiên bản tum liên và đi với những con đời cao thì luôn luôn sử dụng bộ tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác Đầu vào ngực chống cuốn cỏ chắn cỏ rin rin nguyên bản đẹp trên 95% Vâng U6 chỉ 1 triệu 900 ngàn đồng nha 1 triệu 900 ngàn đồng U6 Echukurit phân khúc 27cc lòng 34 ly ạ u, 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 u. 6, 1 triệu 900 000 đồng Đó, bác nào cao tuổi chị em phụ nữ thích một trong những con máy phát cước Làm công việc gia đình, phân khúc cỡ trung bình 26cc lòng 34 ly, chọn U6 Vâng, U7 thì đến U8 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nha Hôm nay duy nhất có một con U7 này, nó là ở phân khúc 23cc thôi ạ Hôm nay không có một con nào là con nhỏ, toàn hàng hệ nhưng còn xuất sắc nhất bán xả cho các bác. Kể cả con U7 thì cũng vậy. Mitsubishi TL23 với phiên bản chế ga ngang qua 2 kim chỉnh tung rời tung nhuôn Mocon 260 đẹp xuất sắc như các bạn thấy ạ từ cái ốc của nó này với những cái đời TL như thế vậy là một trong những con xuất sắc rồi và giá hôm nay thì cũng rất dễ chịu nha chỉ 1 triệu 650 000 đồng thôi các bác ạ U7 1 triệu 650 000 đồng với phiên bản tay gà giữ Đầu bò chắn cỏ đi nguyên bản hết lại một con đầu bò ngược chống cuốn cỏ Vâng, U7 chỉ 1 triệu 650 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL Taylor. TL23 Taylor phân khúc 23cc lòng 31 đi ạ Và với tất cả những cái thương hiệu Mitsubishi TL Độc máy đều có dập nổi Made in Japan dập nổi hết nha các bác Vâng, U7 1 triệu 650 000 đồng ạ 7 2 triệu 650 000 đồng ạ à. Sang tới con U8 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nữa Mitsubishi TL261 phần khúc 26cc lòng của nó là 33 ly Vâng đây là một trong những con phân khúc 26cc đắt tiền nhất, xịn sò nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi với phiên bản trung tật trợ lực chế le tay đỏ chế hai kim trình. Và đây cũng là một trong những phiên bản ví dụ như trong lô ngày hôm nay có duy nhất con này này em không xả thôi tại vì nó vẫn là mặt 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 hàng hiếm nha rất nhiều bác đặt mua con tương tự bên ông quyết Tình định mà còn chưa có đấy ạ vâng Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ chế hai kim chỉnh chế Wamoro với phiên bản tung rơi tung nhôm bô côn 260 tay gà giữ đầu bò riêng cho các bác vâng U8 vẫn giữ giá 2 triệu 600 ngàn đồng nha 2 triệu 600 ngàn đồng U8 cho thương hiệu Mitsubishi TL261 phân khúc 26 xe lòng 33 đi và như em vừa nói đây ạ, đây là phiên bản cao cấp nhất, xịn sò nhất so với Mitsubishi hoặc so với tất cả các thương hiệu khác nha. Nó là một con phân khúc 26 cc đắt tiền nhất, xịn sò nhất rồi. Và khi tắc nổ con số U8 ạ. 2 triệu 600 ngàn đồng Giá này đã bao gồm phí ship và là món phụ kiện kèm theo cho các bác Vâng sang tới con U9 giới thiệu cho các bác một em chân dài nha Một con máy cần dài đến từ thương hiệu Robin Robin 28cc lòng 34 ly Vâng lòng 34 ly nhưng mà 28cc như các bác lưu ý nha Vâng để một con máy này à, Các bác nào mà tính nòng hơi ạ Tính bộ phận nòng bà bê tông nòng 34 ly Cái độ khỏe của nó ra độ khỏe của nó ạ Hoàn toàn sai nha đây là một trong những con máy lòng 34 ly khỏe nhất nha Nó đạt được phân khúc 28cc cơ ạ à. Đó ví dụ như Etrup nó chỉ nằm ở cái phân khúc 26cc thôi Đó và để mà cá nhân em so sánh một con lòng 34 ly này So với con Mitsubishi hoặc cả, so với con Etro nữa ạ à. Nói chung là cái độ khỏe và độ bền không có cửa qua những con này Nhưng mà ngược lại với những phiên bản này thì giá tiền nó rất hợp lý nha Chỉ 1 triệu 950 000 đồng thôi các bác ạ Đó, và với những phiên bản này thì nó đã sử dụng chế ga ngang Wamoro hai kim chỉnh của các đây. cho các bác rồi. Quá xịn sò cho các bác rồi nha. Chế ga ngang Wamoro hai kim chỉnh, một dòng chế siêu tiết kiệm xăng. Cái chế này nó như kiểu những thương hiệu như máy Mitsubishi TL này, còn này Echo cái đời cao cấp nhất này. Với những phiên bản cao cấp thì luôn sử dụng chế ga ngang Wamoro hai kim chỉnh. Và với phiên bản này cũng sang sử dụng bố tum liên, tay ga giữ và cái điều đặc biệt của con này như em vừa nói á, nó là một em chân dài nha. So với một con máy bình thường đó nó dài hơn cả 30 phân nữa nha các bác. Đó các bác có thể thấy ạ, dài hơn 30 phân nữa. Rất thích hợp với bác nào cao 1m80, 85, 90 gì đó ạ. À. Việt Nam mình thì cũng có ít số bác có chiều cao ấy thôi. Nhưng mà với những bác chiều cao đấy thì thường thường các bác không đi làm người mẫu, các bác đam mê việc phát cỏ, chọn còn cần dài đúng bài nha. Tại vì với những cái bác cao ấy ạ, à, với những phần cái cần trung bình này thì khi các bác phát thì nó hơi sát người một chút. Có một số bác cái kêu đau lưng gì đó đấy ạ. À. Đó, phù hợp với bác nào cao dàn nha cao gian như em vừa nói đấy từ mét 80 85 giờ lên chọn cái bạn cái, cái phát cỏ cái cần dài này đúng bài luôn và nhất là cái giá 1 triệu 000 đồng cho một con hàng hệ đến từ thương hiệu Robin 28cc lòng 34 ly này giá này thì em cũng là giá bán xả rồi nha các bác vâng U9 1.950.000 đồng cho thương hiệu Robin Phân khúc 28cc lòng 34 ly ạ. À. 34 ly của nó nhưng mà lý do làm sao nó đạt công suất 28cc ạ? À. Lòng nó dài, gen nó dài, bít tông nó dài có tự khắc sản sinh công suất đấy nhỉ? À. Nhất là vậy thứ hai điện của là con này này. Tua cực kỳ nhanh luôn. Đây nó ra đến 28cc nhỉ. À. Từ cái xác máy cũng vậy, từ nốc máy này các thứ hay là so với một con 26cc khác ạ, à, nó sẽ to nhỉnh hơn nhạ, Đó, so với Mitsubishi nó vẫn to nhỉnh hơn một chút nữa. Nên là độ khỏe nó sẽ khỏe hơn ạ. À. Vâng, U9 hôm nay giá 1 triệu 950 000 đồng ạ à. Vâng, U9 1 triệu 950 000 đồng Giá này đã bao gồm phí ship và làm món phụ kiện kèm theo cho các bác Vâng, U10 là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa Một con máy lớn Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly Đẹp xuất sắc cho các bác luôn Và với những phiên bản này ở trên rất nhiều video đã review rồi ạ đó, đó là một trong những phiên bản lòng 36 ly 33cc đắt tiền nhất, xịn xò nhất Đồ thay tháo với những phiên bản này nó cũng nhiều nhất như các bác với phiên bản chế ga ngang qua hai kim chỉnh chắc chắn rồi lốc máy dập nổi mến dập lối và với những con máy lớn này thì đang sử dụng bố tung rơi tung nhôm bố côn ba ba lớn côn lớn và với những phiên bản tl thì luôn luôn đi kèm với nó là bộ tay gà dữ nha đầu bò điền cho các bác đầu bò ngược trồng quân cỏ quá xịn sò có chắn đó là mới thôi Vâng, U10 giá 3 triệu 450 000 đồng nha. Và nói thật với các bác, với những cái phiên bản Mitsubishi TL33, hay là TL261 phiên bản trùng giật trợ lực bên lực quay thị định chưa bao giờ có cái chuyện gọi là máy ế đâu ạ à. đó lên là với bác nào bảo file trả giá được 50.000 hay 100.000 ờ, với mua được ạ dạ à, xin đừng chốt đơn ạ à. tại vì lý do này em có ế đi chăng nữa em để đầu mùa mưa em còn bán được một con này em bỏ ra thêm trăm nghìn nữa bạc nữa mà vẫn có khách mua đấy ạ à. Đó, tại vì bên nông cây thịnh định là một kênh thương hiệu tự đã từ lâu rồi cũng làm được hơn 4 năm nay rồi bên bán hàng trên mạng và có cái lượng khách hàng đã tin tưởng và cái số phần trăm khách hàng đã mua rồi và mua lại ạ rất đông nha nên là khách hàng đã chốt rất nhanh đó các bác chốt chậm cho hụt các các bạn để bấm nút đăng ký kênh để chờ những video sau ngay là cũng phát sóng hết hoặc là liên hệ trực tiếp để yêu cầu những con tương tự ạ Vâng U10 ngày hôm nay đẹp xuất sắc giá 3 triệu 450 ngàn đồng nha con máy lớn đến thương hiệu Mitsubishi Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly có giá 3 triệu 450 ngàn đồng Vâng từ U1 đến U10 đều đến từ những thương hiệu máy 2 thì Máy 2 thì xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1 trên 20 một đến nhất hai mới đi sang đó là những cái dòng nhất thông thường nhật đắt tiền nhất cao cấp hơn thì các bác pha giảm nhớ đi ở 30 đến 40 trên 1 và đặc biệt ở cái nô đẹp này nha hầu như đa phần đến từ phân khúc 26 cc lòng 34 ly cũng đến từ rất nhiều các thương hiệu đó bác nào thích thương hiệu nào chốt thương hiệu nào tùy theo mục đích công việc tùy theo túi tiền nữa có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất và bên động cơ thể ngay nào video nó cũng có có những con 4 thì có những con hai thì để phục vụ các bác và với những thương hiệu 4 tỷ, bên động cơ thành định chỉ có làm với những cái thương hiệu Honda nha. À, bên động cơ thành định thì mỗi cái ông cửa hàng có một cái chính sách hay là một cách làm để bán hàng riêng. Đó, bên động cơ thành định tập trung vào những cái mặt hàng chính, những cái mặt hàng gọi là mặt hàng nhân thợ chúng em gọi là mặt hàng hệ đấy ạ. Tập tập trung vào những cái thương hiệu chính như Honda này, Mitsubishi này, Echo này, Maru. có một số con qua một số con Robin nữa. Toàn những cái thương hiệu nổi tiếng để phục vụ các bác. Thứ nhất tập trung như thế vậy thì mình sẽ kiểm soát được cái vấn đề gọi là đồ đạt thay thế sau này các bác hỏng ấy ạ à. Nói chung là em phải đáp ứng được đến 95% sau này ví dụ 1, 2, 3 năm sau khi các bác hỏng đồ gọi điện quay lại là em có đồ Và với những bác chưa mua máy bên động cơ Thành Định thì mong các bác thông cảm nha Đó em chưa có thợ để xét đồ để phục vụ được tất cả các mọi người được em chỉ được phục vụ đồ được cho những bác nào đã mua máy bên động cơ thành định thôi nha còn những cái bác ngoài đường chưa mơn máy bên đâu quyết định thì mong các bác thông cảm. Không phải em không muốn bán đâu, bán được tiền không bán nhưng mà chưa có thợ nhiều lắm để một ngày xét biết bao nhiêu cái đơn phụ tùng cho các bác được. Đó. Vâng, U11 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Honda, Honda GS 25, 25 cc lòng 35 ly, made in Japan sản xuất, không có một điểm gì chế hết ạ nhưng vẫn bán xả cho các bác. Tình trạng của em nó thì riêng nguyên bản hết Có bình xăng lớn là thay mới thôi Còn tất tần tật riêng nguyên bản Đó các bạn thấy ạ Mấy giờ bàn sản xuất Và với những phiên bản mặt hàng chính hãng Nốc máy đều có dập nổi Honda gx 25 dập nổi nha Dập nổi tên thương hiệu Và tất cả từ cái vỏ áo này Từ cái lắp gió này Khi các bác muốn kiểm tra đổ vỏ đi hay áo đi nè Các bác có thể tháo ra kiểm tra nha Toàn bộ dập nổi Honda ở dưới cái vỏ áo này hết Đó như các bác thấy, thấy ạ Không có một diềm gì chê đâu ạ à. Và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bố côn 260, những cái dòng tum côn thông dụng. Đó các bác có thể gắn máy phát cỏ, là máy phát cỏ này, bơm nước này, gắn máy xịt thuốc này, độ chế xe đạp nói chung là mua những con tum rơi, tum nhôm này ạ. À. Từ cái bao da các bạn thấy ạ. À. Đó, chưa rách một tí nào nhỉ. Quá đẹp. Và với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bộ tay ga hộp giữ công tác luôn nhân tay. Đầu bò trắng cỏ riêng nguyên bản hết cho các bác. Đầu bò ngược chống cuốn cỏ quá xịn sò luôn ạ. À. UMK 425. Vâng, U11 ngày hôm nay chỉ có giá 2 triệu 600 ngàn đồng nha. U11 2 triệu 600 ngàn đồng cho thương hiệu Honda. trong Một trong những thương hiệu 4 thì nổi tiếng nhất, đắt tiền nhất, xịn sò nhất. 4 thì thì chắc chắn rồi. Xăng đổ đây, xăng trắng đổ đây, nhớt đổ đây. Vâng, U11 2 triệu 600 ngàn đồng ạ. À. Vâng, U11 2 triệu 600 000 đồng. Đó các bác thể thấy ạ, tiếng nổ cực kỳ êm luôn. Và với những cái thương hiệu này, với những con máy trong nô này, thì ừ. ở bên ông Quân Thành Định còn rất nhiều nha. Khi các bác chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh. Ngày nào cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng và yêu cầu những con tương tự khi mình chốt hụt ạ. Và nhất là trong cái thời điểm gần giấc cuối năm này, bên Nokia Thành Thịnh luôn luôn bán xả cho các bác nha ở tất cả các mặt hàng. Đó như các bác đã thấy từ đầu video đến giờ, con nào cũng hạ giá so với mọi khi tầm 150 000 đến 200 000 đồng một con đấy ạ. Vâng, thì kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.